Xin chào cả nhà nha. Và một màu vàng óng ánh nha cả nhà. Vâng, đây là cây mai lá ngọc cành vàng nha. Em ghép gốc nhớt để xử lý đế nha. Đa số em thấy cái đế cũng đẹp lắm. Chương trình tri ân khách hàng hôm nay em bán với giá là 200.000 một cặp thôi. Em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Đây, rất là đẹp đúng không ạ? Đây, em thấy cái màu vàng rất là đẹp luôn. Thì sao gọi là lá ngọc cành vàng? Bởi vì cái lá nó khi ra ra non thì nó sẽ màu vàng nha. Rồi đây, em sẽ giới thiệu với cả nhà đây ha. Đây thì tất cả các cái bộ rễ bên vườn mai nhà em thì đều được xử lý đế hết nha. Đây, chỉ 100.000 một cây thôi. Vậy em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn. Đây là cái bộ đế ha. Đây, mỗi cây mỗi xử lý đế hết nha cả nhà. Đây, thì cây cao tầm chắc khoảng một gang tay em ha. Cái này về để già là chúng ta lấy bo được rồi nha. Đó, đây. Như thế này đây, rất là đẹp luôn ha. Màu vàng rất là đẹp luôn nha. À, em thấy như thế này đây. Rồi. Đây, đế thì xử lý đế hết nha cả nhà. Đó, cây nào cũng xử lý đế hết nha. Rồi. Cây rất là cứng cáp nha. Cây cứng cáp lắm luôn á. À, đây. Rồi, chỉ 200.000 một cặp thôi nha. Em sẽ bao phí vận chuyển luôn. Em bao phí toàn quốc luôn nha. Ai thích thì liên hệ bên vườn mai Chích Chè Bông nha. Đó, cái rễ của nó đây. 200.000 một cặp lá ngọc cành vàng ha. Đó, có là so. Rồi, ai thích thì liên hệ bên vườn mai Chích Chè Bông nha. Em sẽ ship tận nơi với giá chỉ 200.000 một cặp thôi nha cả nhà.